Porsche Huayrach là chiếc xe bán tải bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam và là ông vua doanh số, điều đó thì ai cũng biết. Nhưng để tìm hiểu một dòng sản phẩm đáng mua nhất của Huayrach thì không hẳn là anh em nào cũng biết. Bởi vì phải có những người đã thực sự trải nghiệm và đã mua chiếc xe này rồi mới biết đâu là phiên bản tốt nhất của Huayrach. Vâng, đó chính là chiếc Porsche Huayrach phiên bản 3.2 nhập Thái bên em vừa mới về. Một chiếc xe sản xuất 2017, một chủ từ mới, biển tỉnh chạy 6 vận 5km lên gần 200 triệu tiền đồ chơi. Và giá của chiếc xe này chỉ có 585 triệu đồng. 585 triệu đồng chiếc xe này có những gì dành cho quý anh chị? Nói về phần đầu xe, chiếc xe này thì gần như là anh chủ lên những món đồ ăn chơi cơ bản, như là mặt ca lăng trước với logo chữ Ford rất lớn, sơn màu trắng tạo cho chiếc xe sự cách biệt. Ở đây chúng ta sẽ có 3 cái đèn định vị giúp cho chiếc xe giống như là những cái dòng sản phẩm như là F150 của nước Mỹ. Bởi vì tại thị trường Mỹ, những chiếc xe bán tải với cái phần đầu dài thì nó phải có cái đèn định vị này để an toàn. Thì bác chủ xe cũng đã độ lên, nhìn nó cũng hao hao giống ấy các bác ạ. Ở đầu xe thì chủ nhân cũng đã lên một cái cặp mắt. Cặp mắt này là dạng bi led các bác nhé. 3 cặp đèn bi đi vào ban đêm rất sáng luôn. Thực sự là em đánh giá rất cao về mặt thẩm mỹ của bác chủ cũ khi làm lên một cái quả đèn rất đẹp. Thực sự là công năng sử dụng nó rất tốt. Các bác về sẽ tiết kiệm đâu đó khoảng gần 15 triệu cái phần tiền đèn này các bác nhé, chưa tính tiền công. Đầu xe thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có vẫn cái phần cản trước là nguyên bản các bác ạ. Chúng ta sẽ có 4 phần cảm biến. Ở phần phía trước có hệ thống đèn gầm là zin nguyên bản. Nói chung thì chiếc xe này về phần đầu thì các bác yên tâm về đăng kiểm các bác nhé, các bác không cần phải lo. Nhưng cái phần đường G, đường gân của chiếc xe này và tổng thể sơn si, em đánh giá là độ nguyên bản đâu đó khoảng là 90-95% các bạn. Đương nhiên thì nó cũng sẽ có những cái vết xước răm, nhưng mà các bạn yên tâm là bên em về cũng đã spa rồi. Và tổng thể đây là một chiếc xe bán tải đi phố, nên là các bác yên tâm về cái chất lượng sản phẩm và chất lượng sơn của chiếc xe này bên em mang lại. Ở đằng sau này và bên hông thì chúng ta có gì? Bên hông này thì anh chủ đã lên một cặp lốp béo như là những chiếc xe Porsche Raptor. Đấy, cái bộ mâm này cả lốp cả mâm đâu đó khoảng 20 triệu các bác. 20 triệu cho phần mâm này, nó giúp cho chiếc xe nhìn trông bề thế và bè ra. Và các bác nào mua chiếc xe này thì bên em vẫn còn mâm zin để cho các bác về đăng kiểm. 4 quả mâm còn rất mới các bác nhé. Chúng ta sẽ có một cái phần vè tạo cho chiếc xe một cái khả năng bề thế hơn. Cái vè này em đánh giá rất cao bởi vì nó có cái phần phản quang ở đây, chứng tỏ là đây là một dòng sản phẩm rất là đắt tiền. Và sau khoảng gần đấy năm sử dụng thì cái phần vè này còn rất chắc chắn luôn. Chủ xe cũng là một người biết ăn biết chơi và cũng biết yêu, nên là anh chủ đã độ lên một quả cam 360. Bởi vì xe to mà không có hệ thống cam hỗ trợ thì di chuyển rất là khó khăn. Ở đây chúng ta sẽ có phần tai cá được làm rất là đẹp. Đó, logo 3.2, hộp số 6 cấp. Đây là cái mã động cơ được đánh giá là bền bỉ nhất, có khả năng độ sinh ra công suất tốt nhất của dòng sản phẩm Wrangler này. Nó không giống như máy 2.0 bi turbo dễ bị chảy dầu. Thì chiếc xe này được rất nhiều anh em Quảng Ninh này, anh em nào mà chở hàng nặng là yêu thích lắm. Bởi vì là công suất của nó tại vòng máy rất sớm, nên là độ vọt, độ bốc và kéo hàng cực kỳ tốt. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bậc bức chân ạ. Bậc bức chân này thì được lắp zin theo xe. Và các bác có thể thấy rằng là anh chủ đi gần như là đi trong phố, nên cái phần bậc bức chân này nó không bị móp, không bị xước quá nhiều. Bởi vì những anh em mà đi abroad thì cái phần này là cái phần đầu tiên mà nó dễ bị móp này. Hông xe, thân xe thì anh chủ cũng đã dán tiêu âm rồi. Và các bác có thể thấy rằng phần sơn của chiếc xe còn khá là nguyên bản, rất đẹp. Tay nắm cửa được sơn màu xám, tương tự như cái phần đầu xe. Và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần đằng sau này. Ở đằng sau này thì anh chủ đã lên một cái bộ nắp thùng để bảo vệ hàng hóa mà chúng ta chở phía sau. Vừa có công năng là bảo vệ cái phần thùng xe không bị han gì theo thời gian, vừa có khả năng mà bảo vệ hàng hóa của chúng ta. Đằng sau này thì anh chủ cũng đã độ lên một cái quả cặp đèn giống như là F150. Đấy, đây là cụm đèn full led các bác nhé, đi vào ban đêm rất là ma mị. Và cụm đèn này thì mỗi một bên là 10 triệu, tổng hai bên là 20 triệu các bác. Rất đáng tiền. Em đếm sơ sơ từ phần đầu bây giờ là cũng loanh quanh gần 50 triệu tiền đồ đấy, 50 triệu tiền đồ. Nắp thùng này thì anh chủ cũng là độ lên. Đấy. Và em sẽ mời các bác hãy cùng em đến ngay phần thùng này. Đây, cái chi tiết đầu tiên mà em muốn giới thiệu các bác đó chính là cái phần thùng này. Đây, những cái phần đường G này, nó không bị xước, không bị móp đâu. Nó không bị mất đi bởi vì đây là phần nhựa. Và chứng tỏ một điều rằng là xe không chở hàng nặng, không chở những cái vật dụng nó ảnh hưởng đến chiếc xe, tạo cho chiếc xe độ mới. Và các bác có thể thấy rằng phần thùng này còn khá đẹp, đen bóng, rất rất đẹp.
Đó, còn ở đây bản lề ngàm này. Từ sau ở dưới này keo chỉ của cái phần nắp thùng sau này. Đấy, xe còn nguyên bản các bác nhé. Nên là rất mới thực sự là mua chiếc xe này. Bên em mua thì phải rất khó. Xe không có nằm trong những cái vùng biển hay là vùng núi đâu, hoặc vùng đất đỏ đâu. Nên là chất lượng xe rất đảm bảo. Và phần thùng này thì em đến thêm là 10 triệu nữa. Đằng sau này đang chủ độ thêm một phần cản. Cái phần cản này thì nhiều anh em thích, nhiều anh em không thích. Nhưng mà đối với em ấy, là một chiếc xe bán tải và một chiếc xe lớn mà để bảo vệ chiếc xe chúng ta ấy, thì cái phần đằng sau này các bác nên độ một cái phần cản bằng sắt để giúp bảo vệ phần thân xe, nó không bị móp, không bị ảnh hưởng sắt xi của xe nếu có xảy ra va chạm. Và chúng ta sẽ vẫn có một cái phần móc kéo này. Ở bác nào mà đi chơi du thuyền thì cái phần móc khóa này cũng rất là đáng đồng tiền đấy. Ở dưới này thì các bác có thể thấy rằng là đây, mời camera chúng ta hơi soi kỹ một tí cameraman nhé. Bác soi em kỹ xem cái phần gầm ấy. Đây là cái phần gầm của xe. Và các bác có thể thấy rằng là gầm nó rất mới, rất đen, rất đẹp luôn ạ. Không có một mỹ từ nào có thể miêu tả về cái hệ gầm của chiếc xe này. Thực sự là nó quá đẹp. Và sau đây em mời các bác hãy cùng em đến ngay với phần nội thất của chiếc xe này. Đây là một chiếc xe mà anh chủ hầu hết là đi một mình. Hàng ghế sau rất ít chở người. Nên là các bác có thể thấy rằng ghế da zin của xe sau từ 2017 đến bây giờ còn rất mới. Thực sự là em đánh giá rất mới. Ở đằng sau này chúng ta sẽ có một cái cổng AC 230V 150W và cổng 12V. Đó, yên ngựa phía sau này. Trần xe là trần nỉ nguyên bản, rất sạch sẽ, rất đẹp. Đấy, táp ly của xe thực sự là nó còn quá mới. Quay trở lại về phần thân xe đi. Đấy, khi mà bước lên cái khoang xe của chiếc Wrangler Wildtrak này, điều em đầu tiên cảm nhận là ghế của chiếc xe này cũng khá là mới. Và anh chủ đã lên một cái phần màn hình là performance, cái màn hình này anh em hay độ này của Wrangler này, nó sẽ tích hợp được cái giữa hệ thống sinh ba và hệ thống cam này, hệ thống loa nữa. Anh chủ cũng là một người cũng khá biết chơi bởi vì là anh lên một cái bộ DSP xử lý âm thanh rồi. Hệ thống loa thì anh đã gọi là cải thiện lên một cái hệ thống loa rất là ổn định. Phanh tay là phanh tay cơ này. Ở cái phần đây thì chúng ta không có lễ chuyển số này, tăng giảm âm lượng chưa có, nhưng mà ga tự động các thứ là cũng đã đầy đủ rồi. Ở đây thì chủ cũ thì cũng vẫn để nguyên bản gầu hết tất cả phần táp lô, táp ly của xe đấy. Còn rất là mới. Đây, cổ số thì anh đã bọc lại bằng da, bóc da thì còn như mới. Chứng tỏ anh chủ đã đi rất cẩn thận. Chế độ gài cầu này, hai cầu này, bốn cầu nhanh, bốn cầu chậm, hai cầu nhanh, hai cầu chậm này. Thứ hai nữa là cái phần yên ngựa này anh chủ bọc carbon vào, kể cả tay nắm cửa anh chủ cũng bọc carbon. Nên là bóc da thì còn như mới luôn. Đây là một chiếc xe mà em đánh giá là độ mới của nó là rất là hoàn hảo. Chạy 9 vạn thôi, 9 vạn mà một chiếc xe bán tải như thế này mà máy dầu của Ford thì nó không nhầm nhò đâu các bạn, thực sự là không nhầm nhò gì. Và đây em sẽ mở cho các bác về cái khoang máy của chiếc Ford Wrangler phiên bản Wildtrak 3.2. Đây ạ, tem mác còn nguyên zin này, tem mác còn nguyên zin này. Đây, cái cổ hút, cổ của cái phần turbo này các bác thấy không? Đấy, nắp dàn cò vẫn còn nguyên zin. Đấy, tất cả mọi thứ còn nguyên bản, ốc capo còn nguyên bản. Và em muốn nhấn mạnh cho các bác đó chính là ở đây. Đây nha, những bác nào để ý là xe Ford nhé, là logo Ford còn nguyên này. Xe này không bị thay cái phần tai đâu. Thứ hai nữa là về tem này. Ở đây tem này nó còn nguyên bản các bác nhé. Tem nguyên bản, bác nào mà đi Ford các bác sẽ để ý cái phần tem này này. Là những cái chi tiết thể hiện cái độ mới và độ nguyên bản của phần đầu xe. Tai xe cũng là nguyên zin các bác nhé. Tai xe là nguyên zin. Và khối động cơ này thì sinh ra cho công suất là hơn 200 mã lực, kết hợp với đó hộp số 6 cấp. Tuy không thể nào mượt mà như hộp số 10 cấp, nhưng về độ bền, nhưng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và khả năng việt dã của chiếc xe này đã được khẳng định theo rất nhiều năm rồi. Anh em vẫn lựa chọn phiên bản này và săn tìm rất nhiều. Và chiếc xe này là Ford Wrangler Wildtrak phiên bản 3.2, sản xuất năm 2017, xe chạy 9.5 km, một chủ từ mới, biển tỉnh, lên gần 100 triệu tiền đồ chơi. Mâm lốp vẫn còn nguyên zin cho các bác đăng kiểm. Chiếc xe này thì nhà em đang chào mức giá rất hợp lý, chỉ có 585 triệu đồng có thương lượng dành cho các bác. Các bác nào quan tâm, các bác nào thiện chí mua chiếc xe này về để đi công trình này, đi đồi núi hoặc đi phượt này, thì hãy alo ngay cho em. Bên em sẽ tư vấn và giải đáp nhiệt tình dành cho các bác. Và vừa rồi là video giới thiệu về chiếc Ford Wrangler Wildtrak. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn các bác trong những video tiếp theo của Thành Thiện Xe Tốt Auto. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.